Chào tất cả mọi người, thì một lần nữa chào mừng mọi người chúng ta đã quay trở lại với channel. Và hôm nay cũng là một cái clip mà mình đi lắp đặt thực tế. Hôm nay thì lắp mấy nơi được, cho nên là hôm nay mình phải đánh một mình mình lắp nguyên bộ dàn này luôn. Đó, vừa đi dây này kia, còn anh em thì nó chạy ở hướng khác, cứ một đứa một hướng. Cho nên là hôm nay là mình phải chiến một mình luôn mọi người ha. Thì đối với combo này thì mình lắp từ lúc 12 giờ trưa và bây giờ thì cũng là hơn 2 giờ rồi, cũng đã xong xuôi cả rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ giới thiệu tổng quan sơ qua về không gian căn phòng cũng như là cấu trúc của bộ âm thanh này để cho mọi người chúng ta cũng được nắm rõ hơn, để có nhiều cái để chúng ta tham khảo khi chúng ta có nhu cầu lắp đặt bộ âm thanh mọi người ha. Thì đối với không gian của căn phòng này thì đâu đó cũng khoảng tầm là 40m² mọi người, nói chung là cũng khá là rộng. Đó. Thì với không gian như thế này thì chúng ta phải cần lắp loa gì như thế nào để cho nó phù hợp với không gian này, bởi vì không gian rất là lớn. Những cái mà anh những cái thiết bị gia đình này kia anh trang bị như thế này thì cũng nó cũng giảm thiểu đi được cái phần nào cái độ vang dội của căn phòng, nói chung là xử lý về cái vấn đề âm học. Rồi phía vách phía sau đây cũng được anh chị có những cái kệ và có những cái vết ngăn như thế này, nó cũng làm giảm thiểu đi được cái độ vang của căn phòng, làm cho âm thanh nó dội ngược vô tường và phản ngược lại âm thanh, thì nó sẽ làm cho âm thanh nó giảm đi cái chất lượng của âm thanh mọi người ha. Thì và những cái bức tường như thế này thì cũng được anh gắn những cái lớp nị như thế này, đó cũng làm giảm bớt đi cái độ vang khi mà âm thanh được dội thẳng vô tường, làm cho âm thanh bị quá ồn. Thì mình sẽ giới thiệu qua về cái combo mà mình đã lắp đặt. Thì đối với không gian này thì nhu cầu của khách là muốn những bộ loa nào nó phải thật nhỏ gọn, không có làm chiếm diện tích quá nhiều của không gian căn phòng. Nhưng mà người chúng ta nhìn vào đây thì đây là hai cái loa mình đặt hai bên kệ như thế này, nói chung là nó cũng khá là thẩm mỹ, nó không có làm gãy đi cái view của căn nhà mọi người. Còn nếu như lắp những cặp loa bộ 3 tấc 4 tấc vào đây, nếu như treo ở phía trên như vậy thì nó cũng cảm giác nó rất là cồng kềnh đó, và đặt vào đây thì nó sẽ không có vừa. Cho nên là khi khách hàng qua bên showroom thì mấy bạn đã tư vấn cho khách hàng là sử dụng dòng loa SE, tức là dòng cốt 8 mọi người ha. Đó, thì khi được lắp vào như vậy thì mình cảm giác thật rằng là nó có khá là phù hợp về cái size của nó không có to và công suất của nó ra đáp ứng cũng khá là tốt. Thì đối với bộ máy này á, thì mình phối ghép mình có lắp đặt thêm cho khách một chiếc súp bê sao đây nữa. Súp thì mình nhét ở phía bên dưới góc như này đó, rồi đặt được cái kệ lên đây, rồi sau đó thì đặt bộ máy lên, nói chung là khá là gọn gàng mọi người ha. Đối với bộ máy thì mình lắp đặt cho anh đó là một chiếc main Urex AU2650 mọi người. Đó, công suất của con này đâu đó là một kênh của nó là 650W. Và vang số thì mình cũng xài là UV3500. Thì những cái dòng này thì những dòng phân khúc thấp, nhưng mà nếu chúng ta cân chỉnh cho nó chỉnh chu thì âm thanh nó ra cũng tương đối là ok. Và kèm theo đó thì micro là mình phối ghép micro sau MIC 599. Dòng micro này thì mọi người chúng ta không còn lạ gì nữa, Thiên Vũ cũng đã phối ghép khá là nhiều và cũng đã bán khá là lâu, và khách hàng đánh giá cũng khá là tốt về tầm giá của những cái chất âm. Thì bây giờ thì mình sẽ tuning rồi setup hệ thống, rồi một lát nữa mình sẽ mời mọi người chúng ta cùng nghe thử cái combo này được lắp trong căn phòng này nó có đáp ứng nội hay không về vấn đề công suất này kia mọi người ha. Một hai bốn năm sáu bảy. Thank you.
rồi thì mình cũng đã setup xong xuôi cả và cũng đã có cho khách hàng test thử một vài đoạn nhạc rồi. Và khi mình đứng ở ngoài này thì mình cá nhân đánh giá, mình có cảm giác như là âm thanh khá là đầy mọi người. Khi chúng ta ngồi ở những cái vị trí ở đây thì nghe khá là đầy. Và cái thứ hai là nó cộng hưởng với tường này kia, cho nên là khi mà đứng ở phía ngoài này xa như vậy mà nghe được cái âm thanh ra rất là rõ, từ tiếng súp cho đến là tiếng lời phun này kia ra rất là rõ, rất là chi tiết. Không có bị làm mờ âm thanh đâu mọi người. Nói chung là đối với một cái dòng cốt 8 này thì Thiên Vũ bán khá là lâu rồi. Về công suất cũng như chất âm và độ bền của nó cũng phải gọi là khủng đó mọi người ha. Đối với căn phòng này mà để mà đánh áp lực thì cần thêm một chiếc súp và một cặp phun lắp ở phía sau nữa thì xung quanh căn phòng này là nghe bao luôn mọi người ha. Đó, thì mới có một cặp thôi mà nghe là rất là đầy rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ tạm dừng clip tại đây. Mọi người chúng ta nghe chúng ta cảm nhận như thế nào thì chúng ta có thể comment ở dưới. Thì mình xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những cái tiếp theo. Bye.